Hội thảo chúng tôi sẽ xin phép được bắt đầu. Và đầu tiên thì tôi xin kính chào tất cả các anh chị đang ngồi ở đây và chào mừng các anh chị đã đến với buổi hội thảo của công ty truyền thông Tùng Việt. Cảm ơn các anh chị rất rất là nhiều vì đã bớt một chút thời gian để chúng ta cùng ngồi lại đây, cùng tìm hiểu và đưa ra được những cái giải pháp mới, những cái giải pháp mang tính đột phá dành cho doanh nghiệp của mình. Tôi xin giới thiệu thì tôi sẽ là Cường, là người hướng dẫn dẫn dắt cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta đặc biệt hân hạnh có được sự có mặt của những chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp và mang đến những cái giải pháp hiển thị hình ảnh cho doanh nghiệp. Như tôi xin hân hạnh giới thiệu đầu tiên đó là chị Hồng Minh, là giám đốc kinh doanh của công ty Tùng Việt. Tiếp theo đó là anh Quang Huy, là giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật của công ty Tùng Việt. Và đặc biệt, cả hai anh chị sẽ là người trả lời, sẽ là người giải đáp tất cả các thắc mắc có trong buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Vậy nên các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại ngần mà đặt những câu hỏi khó cho chúng tôi nhé. Hãy thử thách các anh chị của chúng tôi. Và một người nữa, đó chính là chị Ngọc Trân, là chuyên viên kinh doanh và cũng là người phụ trách chính của hội thảo ngày hôm nay. Trước khi đi sâu vào phần trình bày của chị Trân thì tôi muốn nhắn nhủ lại thêm một lần nữa rằng các anh chị có câu hỏi nào trong suốt thời lượng chương trình diễn ra, mời anh chị comment vào phần chat ở trong giao diện. Chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh chị bất kỳ lúc nào. Và nội dung buổi trình bày hôm nay sẽ có những cái từ khóa, những cái điểm nhấn để anh chị trả lời những câu hỏi ở phần cuối chương trình và có cơ hội ring được những phần quà về cho bản thân. Tôi bật mí luôn, để nói thẳng là đây luôn, thì những phần quà đó sẽ bao gồm: thứ nhất là một màn hình cảm ứng 10.1 inch. Phần quà thứ hai sẽ là một máy rửa tay khử khuẩn tích hợp đo nhiệt độ tự động. Và tiếp sau đây thì để không làm mất thời gian của anh chị nữa, tôi xin mời chị Ngọc Trân để trình bày phần nội dung của mình. Xin mời chị Trân ạ. Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngọc Trân và ngày hôm nay thì tôi sẽ đại diện cho công ty truyền thông Tùng Việt để giới thiệu đến các anh chị một giải pháp được mang tên là quản lý nội dung từ xa 4.0. Đây là một giải pháp nằm trong bộ giải pháp bán lẻ thông minh của chúng tôi nhằm đưa ra cho thị trường để giúp cho các anh chị là chủ của cửa hàng, là chủ của doanh nghiệp có thể nâng cao được cái thương hiệu của mình, tiếp cận được với khách hàng và một cách tốt nhất và đặc biệt là đối tượng khách hàng mục tiêu của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để mình nâng cao doanh số bán hàng, phát triển hoạt động kinh doanh của cửa hàng và cũng như của doanh nghiệp ạ. Thưa các anh chị, thì trước khi mà tôi ta đi vào phần chính của cái cuộc hội thảo ngày hôm nay là giới thiệu về các cái chức năng của giải pháp này hoặc là cách thức hoạt động của nó ra sao và các dự án mà chúng tôi đã làm được trong thời gian qua, thì cũng xin cho phép tôi giới thiệu đôi lời về công ty Tùng Việt ạ. Công ty của chúng tôi thì được thành lập từ năm 2005 với sứ mệnh là chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp và tư vấn tất cả các cái giải pháp thiết bị hiển thị, thiết bị công nghệ tương tác, những cái công nghệ hiện đại nhất, hiện đại trên thế giới để đưa vào thị trường Việt Nam để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển và hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Chính vì vậy, trong vòng 16 năm qua thì chúng tôi đã đưa ra cho thị trường rất nhiều các giải pháp để giúp cho các doanh nghiệp rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ như giải pháp bán lẻ thông minh, giải pháp phân tích video thông minh, các cái giải pháp công nghệ số cho bảo tàng, cho showroom phòng truyền thống của doanh nghiệp, các cái giải pháp cho ngành logistics, giải pháp nhận diện khuôn mặt, giải pháp robot thông minh hoặc là bộ giải pháp dành cho giáo dục hoặc là những cái giải pháp dành cho truyền hình. Và ngày hôm nay giải pháp mà tôi giới thiệu đến các anh chị là một giải pháp nằm trong bộ giải pháp bán lẻ thông minh của chúng tôi. Và trước khi mà tôi bắt đầu phần trình bày của mình ạ, thì chúng tôi đã có sắp xếp một câu hỏi khảo sát muốn kính gửi đến các anh chị. Đây là một cái câu hỏi mà có thể giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về các anh chị và chúng tôi rất mong muốn là các anh chị sẽ tham gia cái câu khảo sát này ạ, bởi vì chúng tôi rất muốn tìm hiểu các anh chị, vì với tư cách là những nhà tư vấn công nghệ thì chúng tôi cũng rất mong muốn tìm hiểu được khách hàng của mình như thế nào. Và xin mời ban kỹ thuật ạ, có thể show cái câu hỏi để khảo sát cho các anh chị ạ. Vâng, và câu hỏi đã hiện lên trên màn hình rồi ạ, các anh chị có thấy không ạ? Nội dung của câu hỏi của chúng ta là: bạn đang sử dụng hình thức nào để quảng cáo tại cửa hàng của bạn?
Chúng ta có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là standee, các sản phẩm in ấn bằng giấy. Lựa chọn thứ hai là chúng ta sử dụng TV LCD. Và lựa chọn thứ ba là chúng ta sử dụng màn hình quảng cáo hoặc là màn hình LED. Chúng tôi sẽ dành thời gian 10 giây cho các anh chị để các anh chị có thể là lựa chọn và trả lời và gửi câu hỏi về cho chúng tôi ạ. Vâng, và 10 giây chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 giây trôi qua rồi ạ. 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, 10 giây đã kết thúc ạ. Xin cảm ơn những câu trả lời của các anh chị. Tôi đã nhận được ở đây là rất nhiều câu trả lời của anh chị ạ. Và xin mời ban kỹ thuật coi mình show kết quả giúp tôi ạ. Vâng. Vâng, kết quả đã hiện lên trên màn hình ạ. Chúng ta có 60% các anh chị là đang dùng các sản phẩm standee hoặc là sản phẩm in ấn bằng giấy. Đây là một cái hình thức truyền thống đúng không ạ? Và có 27% các anh chị đã sử dụng màn hình TV và thậm chí là có 13% các anh chị đang chuyển đổi sang màn hình LED ạ. Vâng, và nhận được câu hỏi này thì chúng tôi cảm thấy rất là vui ạ. Bởi vì với là những người mà hoạt động trong cái ngành chuyển đổi số như chúng tôi thì đây là một tín hiệu rất là mừng ạ. Bởi vì khách hàng của chúng tôi đã dần dần chuyển đổi sang những cái công nghệ số như là TV và màn hình LED và màn hình quảng cáo. Như vậy thì cái buổi hội thảo của chúng tôi ngày hôm nay tôi nghĩ rằng sẽ thành công tốt đẹp. Bởi vì cái sản phẩm mà tôi đưa ra đây là một cái giải pháp để nhằm phục vụ cho cái những cái thiết bị hiển thị số. Và tôi hy vọng rằng giải pháp mà tôi đưa ra sẽ giúp cho các anh chị có thêm một sự lựa chọn nữa để mình tích hợp vào các thiết bị số của mình, để mình có thể tối ưu hóa hơn cái hiệu quả của cái hoạt động marketing của mình. Xin cảm ơn bạn kỹ thuật ạ. Tắt giùm tôi cái phần đó. Vâng. Và cũng như là câu hỏi của mà chúng tôi đưa ra thì có 3 đáp án thì các anh chị cũng đã trả lời rồi. Thì như các anh chị cũng biết rằng là chúng ta có rất nhiều cách hiển thị thông tin đến với khách hàng, những thông tin quảng cáo. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có 3 hình thức mà chúng ta lựa chọn chính. Đó là hình thức truyền thống là chúng ta sử dụng những cái bản in ấn bằng giấy thì chúng tôi gọi là tờ rơi hoặc là banner. Thì với cái ưu điểm của cái hình thức này đó là nó mỏng nhẹ dễ di chuyển đúng không ạ? Và chi phí cho một lần mà mình bỏ ra in ấn thì nó không quá cao. Tuy nhiên thì trong quá trình hoạt động chúng ta cũng đã nhận ra nó cũng có những nhiều nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất đó là về nội dung. Chính vì nó là sản phẩm in ấn cho nên nội dung của nó sẽ cố định. Và nếu chúng ta muốn thay thế thì chúng ta phải chấp nhận là bỏ hết tất cả những cái sản phẩm cũ để thay thế sản phẩm mới. Như vậy thì về lâu về dài nó sẽ làm cho chúng ta là rất tốn kém về tiền bạc, về nhân sự, về thời gian. Và đặc biệt là những cái hình ảnh mà in ấn nó không có gây hấp dẫn cho người tiêu dùng hiện tại nữa. Và những năm trở lại đây thì chúng ta đã bắt đầu chuyển đổi qua những hình thức số hóa hơn. Ví dụ như sử dụng TV LCD đặt trong cửa hàng để cho nó sang trọng hơn, nó hiện đại hơn. Và 1-2 năm trở lại đây thì cái xu hướng mà sử dụng các cái màn hình quảng cáo chuyên dụng nó đã được các anh chị cũng rất là quan tâm. Và tôi nhận thấy rằng là rất nhiều cửa hàng, rất nhiều showroom họ đã sử dụng cái phương thức này rồi. Thì với ưu điểm của hai hình thức mới này thì nó sẽ cho ra được những cái video quảng cáo, hình ảnh quảng cáo có chất lượng hình ảnh âm thanh sống động, hấp dẫn người xem hơn. Và đặc biệt là đối với cái hệ thống màn hình quảng cáo thì nó sẽ có độ bền cao hơn. Nó hoạt động được 24/7 và tuổi thọ của nó thì có thể lên tới 60.000 giờ. Tuy nhiên thì với hai hình thức này hiện tại chúng ta cũng thấy được là nó sẽ có những cái nhược điểm của nó. Nhược điểm thứ nhất đó là về nội dung ạ. Nội dung chúng ta hấp dẫn hơn nhưng mà một lúc thì chúng ta không thể nào mà truyền tải được quá 2 nội dung lên trên màn hình đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể là trình chiếu một video, sau đó thì chúng ta sẽ qua là trình chiếu sản phẩm. Chứ chúng ta không thể nào mà vừa video vừa sản phẩm được. Cái nhược điểm thứ hai đó là về nếu như các anh chị không dùng bất cứ một cái gì hỗ trợ thêm mà các anh chị dùng USB hoặc là thẻ nhớ để mình truyền cái dữ liệu lên trên màn hình thì khi mà các anh chị cần thay thế nội dung á thì các anh chị sẽ chắc chắn là sẽ phải mất thời gian một ít đối với những cái vị trí màn hình mà chúng ta đặt quá cao hoặc là nó khó tiếp cận. Và cái nhược điểm thứ ba mà nó còn tồn tại đó là với tư cách là một nhà quản lý, quản trị thì các anh chị sẽ rất là khó trong cái việc là chủ động xem thử là cái tình hình hoạt động của các cái màn hình đó nó như thế nào.
nó có đang chạy hay không và nó chạy nội dung gì. Và chúng ta cần phải tốn những nhân sự để chúng ta kiểm tra và báo cáo lại. Như vậy thì cái mục tiêu báo cáo của chúng ta nó không còn khách quan và nó không còn chủ động nữa. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi đến đây để giới thiệu cho các anh chị một cái giải pháp mà chúng tôi rất là tâm đắc trong thời gian qua. Đó là bộ giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0. Với bộ giải pháp này thì chúng tôi tin chắc chắn rằng chúng tôi sẽ khắc phục được những cái nhược điểm mà tôi đã nói ra ở trên. Và còn hơn hết nữa thì chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị nâng cao được thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách là sẽ tăng tương tác với khách hàng hơn, và đặc biệt là sẽ tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng mục tiêu mà các anh chị muốn nhắm tới. Và tại sao tôi lại khẳng định những điều đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái tìm hiểu về những cái đặc tính nổi bật của cái giải pháp của chúng tôi mang lại. Chúng tôi có 19 đặc tính nổi bật cho cái giải pháp này. Và đặc tính thứ nhất chúng tôi có thể đặt tới đó là về tạo nội dung ạ. Thì muốn có một mẫu quảng cáo hay thì chắc chắn rằng tạo nội dung chúng ta phải có những cái mẫu nội dung hay, đúng không ạ? Và giải pháp của chúng tôi thì sẽ hỗ trợ nhận diện được hầu hết các cái định dạng, ví dụ như là từ hình ảnh, âm thanh, video đến các định dạng văn bản Word, Excel, PowerPoint, và dễ dàng truy cập vào Internet để truy cập website, YouTube, các mạng xã hội và các chương trình livestream khác nếu anh chị có. Chính vì vậy cho nên giải pháp của chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị một nguồn nội dung đa dạng và phong phú để cho các anh chị có thể tạo ra được những nội dung quảng cáo hoàn chỉnh với nội dung đa dạng phong phú nhất gửi đến khách hàng. Đặc tính nổi bật thứ hai của giải pháp đó là tạo những thông điệp, thông tin để gửi đến khách hàng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong một cái mẫu quảng cáo thì nhiều khi chúng ta lại có cần đưa ra những cái mẫu thông báo, những cái mẫu tin nhắn nhỏ muốn gắn gửi đến khách hàng, hoặc là chạy những chương trình quảng cáo mà hiện tại ngày hôm đó chúng ta đang thực hiện cho khách hàng chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chủ động làm được điều đó. Và những cái mẫu tin này có thể chạy ở bất cứ khu vực nào trên màn hình tùy vào cái việc các anh chị sắp xếp. Và để cho nó thu hút được cái sự chú ý của khách hàng thì các anh chị có thể tùy chỉnh được cỡ chữ, kiểu chữ như thế nào, màu sắc chữ ra sao, tốc độ chạy của bản tin như thế nào để người nhìn có thể là dễ nhìn nhất, để dễ tiếp cận với khách hàng của các anh chị nhất. Đặc tính thứ ba của giải pháp này đó là hiển thị được thông tin thời gian và thời tiết ạ. Giải pháp cho phép hiển thị được thông tin thời gian, thời tiết real time tại ngay các cái vị trí đặt của các cái màn hình hiển thị ạ. Tuy đây là một cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng bình thường các anh chị sẽ không để ý tới, hoặc là mình nghĩ rằng nó không cần thiết lắm. Bởi vì với cái thời đại hiện nay thì chúng ta đều có smartphone, chúng ta có thể chủ động xem thời tiết, xem thời gian bất cứ khi nào chúng ta muốn. Thế nhưng mà tại sao chúng tôi lại nhấn mạnh đến cái đặc tính này? Thì các anh chị cứ tưởng tượng nha. Nếu như một khách hàng bước vào cửa hàng của mình, nhu cầu ban đầu của họ là họ chỉ muốn mua một sản phẩm bột giặt rồi họ sẽ đi về. Thế nhưng trong quá trình họ lựa sản phẩm và tính tiền thì ở ngoài trời đã chuyển mưa, và họ nhìn lên trên màn hình thì họ thấy rằng dự báo thời tiết báo là trời sẽ mưa, và trong tay thì không có dù, không có ô gì cả, và ở phía dưới thì lại có một cái mẫu quảng cáo hoặc là một cái mẫu tin là nếu bạn mua hai sản phẩm A thì bạn sẽ được tặng thêm một cái dù chẳng hạn. Thì nếu là các anh chị thì các anh chị sẽ làm gì ạ? Nếu là tôi thì chắc chắn là tôi không ngần ngại mua một sản phẩm A nữa để mình được một cái dù mang về, đúng không ạ? Và cái yếu tố này á, nếu mà chúng ta khai thác được triệt để thì chúng ta sẽ kích thích được mua hàng cho khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là một yếu tố mà sẽ thể hiện được cái sự quan tâm khách hàng của cửa hàng, là chúng ta không chỉ là quan tâm đến là việc doanh số, mà chúng ta còn quan tâm tới khách hàng, chúng ta còn biết là khách hàng đang cần gì để cung cấp cho khách hàng. Thì nếu như chúng ta phát triển được cái đặc tính này một cách hiệu quả thì tôi nghĩ rằng đây là một đặc tính rất nhỏ nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả cũng rất là lớn cho các anh chị. Đặc tính thứ tư mà tôi giới thiệu cho các anh chị đó là tùy biến không gian, không giới hạn về bố cục của mẫu quảng cáo. Với đặc tính thứ nhất, chúng ta đã có một nguồn dữ liệu để làm nội dung quảng cáo rất là phong phú rồi. Thì với đặc tính này sẽ giúp cho các anh chị kích thích được cái khả năng sáng tạo của mình.
cũng là 10 nội dung đó, nhưng chúng ta có thể tạo ra hàng trăm cái mẫu quảng cáo hấp dẫn gửi đến cho khách hàng để làm cho khách hàng không cảm thấy nhàm chán khi mà nhìn cái mẫu quảng cáo của chúng ta. Ví dụ như trên slide tôi đang chiếu thì tôi đang mô phỏng một cái màn hình. Thì ở trên màn hình này các anh chị có thể vừa thể hiện logo, vừa thể hiện hình ảnh sản phẩm, bảng giá sản phẩm, những chương trình đặc biệt đang áp dụng cho sản phẩm đó, hoặc là video giới thiệu sản phẩm. Và các anh chị có thể lồng vào thông tin về thời gian, thời tiết, thông tin khuyến mãi vân vân, rất là nhiều. Và các anh chị có thể thay đổi cái bố cục này, chứ không phải là chỉ là một cái bố cục mà chúng tôi đưa ra, mà các anh chị có thể là tùy cái khả năng sáng tạo của anh chị, các anh chị có thể thay đổi tùy thích. Và để cho các minh họa dễ hơn cho các anh chị hiểu, thì tôi xin giới thiệu những cái mẫu quảng cáo đặc trưng sau ạ. Đây là mẫu quảng cáo mà dành cho khách sạn hoặc là dành cho bệnh viện ạ. Thì họ, các anh chị sẽ thấy rằng họ sẽ có logo, họ sẽ có cái video giới thiệu về những cái sản phẩm dịch vụ của họ. Họ cũng sẽ cập nhật được cái dự báo thời tiết cho cả cái tuần tới nó như thế nào, để cho khách đến họ sẽ chủ động hơn trong cái kế hoạch của họ. Và họ sẽ có những cái dòng thông báo, những cái dòng tin hoặc là các cái giá phòng nó như thế nào để cho khách hàng có thể là dễ dàng theo dõi. Hoặc ví dụ như là về lĩnh vực đồ uống ở tại ngành nhà hàng khách sạn thì thế nào ạ? Chúng ta sẽ dễ dàng là update hình ảnh về sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ lồng video để những cái món ăn, những cái uống đó nó trở nên là chân thực hơn, hấp dẫn hơn. Và chúng ta có thể cập nhật được bảng giá liên tục, các anh chị có thể cập nhật bảng giá liên tục, lúc nào các anh chị thay đổi bảng giá mới thì sẽ được cập nhật lên trên này hết, chứ nó không có cố định như là những cái hình thức trước. Và khi áp dụng cho những cái store quần áo thì sao ạ? Chúng ta có thể dễ dàng đưa rất nhiều thông tin lên, chúng ta có thể đưa thông tin về hình ảnh của mẫu sản phẩm, video sản phẩm, những cái chiến lược giá mà chúng ta đang sale cho những sản phẩm đó để kích thích các quý cô mua hàng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái đặc tính thứ 5 của giải pháp của chúng tôi, đó là đặc tính lập kế hoạch quảng cáo ạ. Với một vị trí là một nhà quản lý thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ cần những cái công giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn nó tổng quan hơn về cái chiến lược sản phẩm của mình, chiến lược đưa ra những cái sản phẩm quảng cáo của mình nó như thế nào. Thì giải pháp của chúng tôi cho phép người dùng có thể lên kế hoạch những cái chiến dịch quảng cáo của mình qua những cái chức năng là sắp xếp lịch chạy của quảng cáo. Ví dụ chúng ta có 10 mẫu quảng cáo thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự chạy như thế nào, mẫu nào chạy trước, mẫu nào chạy sau, thời gian bắt đầu là như thế nào, thời gian kết thúc là ra sao, thì chúng ta sẽ làm được tất cả những điều đó. Bởi vì tôi biết rằng là chúng ta lúc nào cũng muốn là chủ động, đúng không ạ? Chúng ta không thể ở lại quá muộn ở công ty, hoặc là đến quá sớm, hoặc là thứ bảy chủ nhật, hoặc là những ngày lễ chúng ta phải cốc cách đến công ty để chúng ta chỉ có lập một cái thao tác duy nhất là truyền dữ liệu xuống dưới cái màn hình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không thể làm điều đó được. Chính vì vậy cho nên là cái đặc tính này sẽ giúp chúng ta chủ động hơn việc set up giờ trước để cho các cái mẫu quảng cáo nó cứ auto thế mà chạy thôi. Và cái đặc tính thứ 6 là đặc tính phân chia khu vực quản lý. Để giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn đặc tính này thì tôi sẽ đưa cho các anh chị một cái ví dụ thế này ạ. Ví dụ như chúng ta đang làm việc trong một công ty mà công ty chúng ta có 3 chi nhánh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và ở 3 chi nhánh thì sẽ có 3 phòng sale khác nhau, đúng không ạ? Phòng sale miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và chắc chắn rằng ở 3 thị trường khác nhau, chúng ta sẽ có 3 cách tiếp cận khách hàng khác nhau. Chúng ta sẽ áp dụng những cái mức giá hoặc là những cái sản phẩm cho những khách hàng mục tiêu tùy vùng, nó sẽ có cái chút gì đó khác nhau, chứ không thể giống nhau hết được. Chính vì vậy cho nên để thúc đẩy kinh doanh thì chắc chắn phòng kinh doanh ở 3 miền sẽ có những ý tưởng khác nhau. Và họ sẽ quản lý cái việc mà họ sẽ up những cái mẫu quảng cáo lên. Và nếu như mà chúng ta không phân chia khu vực thì chắc chắn là sẽ có ngày xảy ra tình trạng là anh chị ở khu vực miền Bắc lại đi up nội dung nhằm lên các màn hình của các anh chị bên miền Nam, và có thể là ngược lại.
Chính vì vậy cho nên là giải pháp này cũng sẽ giúp cho các anh chị là phân chia được khu vực. Các anh chị miền Bắc sẽ chịu trách nhiệm up nội dung và quản lý những cái màn hình ở khu vực miền Bắc thôi. Các anh chị sẽ không can thiệp được ở những khu vực miền Trung hoặc là miền Nam. Hoặc là và ngược lại sẽ không có anh chị ở đơn vị khác có thể can thiệp vào cái khu vực mà các anh chị đang quản lý. Đây là một cái đặc tính mà chúng tôi thấy là rất là hay. Đặc tính thứ 7 của giải pháp chúng tôi đó là điều khiển được từ xa thông qua máy chủ nhiều cái chức năng. Thì như cái tên gọi của nó là quản lý nội dung từ xa, đúng không ạ? Thì đương nhiên chúng ta phải ngồi được từ xa từ máy chủ để chúng ta có thể điều khiển những cái chức năng trên các cái thiết bị hiển thị. Ví dụ như chúng ta có thể tùy chỉnh âm lượng trên cái thiết bị hiển thị đó để cho nó phù hợp với không gian, với thời điểm tại cửa hàng. Hoặc là chúng ta có thể cài được chế độ thời gian tự bật tắt màn hình, thiết bị khởi động lại như thế nào. Thì cái này là chúng ta đều có thể là làm được từ xa, không cần phải đến trực tiếp từng cái màn hình đó để thực hiện. Và cái đặc tính thứ 8 đó là đặc tính kiểm tra nội dung đang chạy trên màn hình như thế nào. Có nghĩa là các anh chị đang muốn kiểm tra xem là nội dung dưới màn hình đó nó hiển thị là nội dung gì, có đúng hay không, thì các anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra từ xa được thông qua máy chủ. Và các anh chị có thể là mình sẽ chụp lại cái màn hình ở dưới đang chạy để mình phục vụ cho những cái báo cáo cho cấp trên của mình. Chức năng thứ 9 đó là phân chia quyền hạn cho từng tài khoản sử dụng. Thì tương tự như cái chức năng là phân chia khu vực quản lý thì chức năng này là phân chia quyền hạn sử dụng. Đối với những công ty lớn thì cái nhiều phòng ban thì tôi chắc chắn rằng một mẫu quảng cáo khi mà trước khi đưa ra thị trường thì sẽ được rất nhiều phòng ban duyệt và họ sẽ kiểm tra nội dung. Chính vì vậy cho nên là chức năng này giúp phân chia quyền hạn ra để cho ai nhiệm vụ nào thì sẽ làm đúng quyền hạn của mình. Ví dụ như tài khoản của anh chị thiết kế thì chỉ được quyền thiết kế nội dung mà thôi, rồi sau đó các anh chị sẽ đưa cái nội dung đó lên cho cấp quản lý cao hơn của mình để họ duyệt lại một lần nữa, họ xem thử là nó ok hay chưa trước khi họ đưa lên trên cấp quản lý cao nhất. Anh chị ở cấp quản lý cao nhất thì sẽ có quyền tuyệt đối trong việc là duyệt cuối cùng nội dung quảng cáo đó và để cho phép cái quảng cáo đó nó được hiển thị xuống tất cả những màn hình ở bên phía dưới. Đặc tính thứ 10 là có thể là xem được nội dung trình chiếu cuối cùng và duyệt nội dung đó. Thì đây là cái đặc tính bổ trợ cho đặc tính thứ 9 dành cho các anh chị mà ở cấp quản lý là cao nhất. Các anh chị có thể là xem trước cái nội dung thực tế nó chạy dưới màn hình như thế nào. Và các anh chị nếu mà cảm thấy hợp lý rồi thì các anh chị sẽ cho phép nó chạy thực tế. Đặc tính thứ 11 là ghi nhật ký hoạt động. Thì tất cả những cái thao tác ở phía trên chúng ta làm, từ lúc chúng ta lập nội dung đến chúng ta kiểm duyệt nội dung lần 1, lần 2, lần 3 đến lần cuối cùng, thì giải pháp của chúng tôi sẽ lưu lại trên hệ thống hết để cho các anh chị nó phục vụ cho cái quá trình mà sau này mình kiểm tra lại, mình đánh giá lại cái chất lượng của cái chiến dịch quảng cáo của mình. Có thể 1 năm, 2 năm sau các anh chị cần tham khảo lại những thông tin này thì đều đã có được hết ạ. Cái đặc tính thứ 12 là cái chức năng quảng báo cáo. Thì chắc chắn rồi, sau khi mà chúng ta chạy hết một chiến dịch quảng cáo, chúng ta sẽ phải cần có một cái công cụ nào đó để đo lường lại, để chúng ta xem thử là chúng ta chạy có thành công hay không, hoặc là cần khắc phục điểm gì. Thì cái chức năng này nó sẽ phục vụ cho các anh chị như vậy. Phần ở giải pháp của chúng tôi sẽ tự động thống kê lại cho các anh chị, giúp cho các anh chị biết được là cái mẫu quảng cáo các anh chị đã phát nó sẽ phát trong thời gian nào, nó kết thúc thời gian nào, nó chạy bao nhiêu vòng lặp đó, thì các anh chị sẽ biết được. Cái đặc tính thứ 13 đó là kiểm tra các màn hình hiển thị. Thì ở cái đặc tính trước các anh chị có nhớ mà mình có thể điều khiển được từ xa các cái chức năng, thì cái đặc tính này cũng vậy, mình kiểm tra được từ xa cái tình trạng của cái màn hình nó như thế nào, thiết bị đó có đang kết nối với internet hay không, và thiết bị đó có đang chạy dữ liệu hay không, và chúng ta có thể là cài đặt nâng cấp những cái chương trình cho thiết bị đó mà chúng ta cài đặt từ xa, chúng ta không cần phải tới từng cái địa điểm thiết bị đang đặt để cho chúng ta cài đặt thủ công theo từng thiết bị. Cái đặc tính thứ 14 đó là liên quan tới về hạ tầng. Thì đây là một
cái vấn đề mà chúng tôi khi mà tư vấn thực tế cho khách hàng thì khách hàng cũng hay đề cập tới đang hỏi là để chạy cái giải pháp của chúng tôi thì cái hạ tầng mạng nó phải như thế nào. Nếu như mà anh lắp một cái màn hình ở trong cái thang máy thì sao, wifi và mạng lúc đó là sẽ không vô được, thanh có sử dụng những cái phương thức khác hay không? Thì xin trả lời với các anh chị rằng là cái giải pháp của chúng tôi sẽ được chạy ổn định trên cái nền mạng ổn định, có thể là mạng LAN, mạng wifi, hoặc là không có LAN, không có wifi, chúng ta có thể sử dụng 3G, là ổn mạng ổn định thì chúng tôi sẽ hoạt động cái giải pháp của chúng tôi rất là tốt ạ. Cái đặc tính thứ 15 đó là trường hợp chúng tôi đặt ra cái vấn đề là nếu như không có internet ạ. Thì có nghĩa là thế này ạ, ví dụ như chúng ta đang cần truyền tải một nội dung xuống dưới màn hình, nhưng mà tại thời điểm đó thì internet của cửa hàng đang gặp vấn đề và chúng ta chưa khắc phục được điều đó, thì để cho cái quá trình này nó được thông suốt thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có cái nội dung mà chúng ta vừa mới tạo ra một chiếc USB gửi đến cửa hàng đó để cắm trực tiếp vào màn hình để cho nó chạy cái nội dung đó. Sau khi mà mạng đã ổn định rồi thì chúng ta vẫn có thể update được từ xa như bình thường. Một đặc điểm mà rất quan trọng của cái giải pháp của chúng tôi gửi đến các anh chị đó là các anh chị yên tâm cái tình trạng rằng các anh chị sẽ không thể bị người khác cắm USB vô màn hình của các anh chị để có thể chạy những cái nội dung mà các anh chị không mong muốn đâu ạ. Bởi vì màn hình được cài giải pháp của chúng tôi rồi thì nó sẽ chỉ nhận những cái nội dung mà được tạo nên từ phần mềm của chúng tôi, chứ những cái nội dung mà được tạo nên từ bất cứ các phần mềm khác thì nó sẽ không nhận, nó sẽ không hiển thị lên trên màn hình. Vậy cho nên các anh chị cứ yên tâm cái phần là nội dung sẽ chạy một cách chính xác theo ý các anh chị. Đặc tính thứ 16 liên quan tới các nền tảng tích hợp ạ. Khách hàng của chúng tôi cũng hay hỏi là như vậy thì giải pháp này sẽ được chạy trên nền tảng nào? Thì tôi xin trả lời là nó tích chạy được trên nền tảng Win hoặc là nền tảng Android. Đặc tính thứ 17 là nó sẽ hỗ trợ nhận biết được các thiết bị khác. Ví dụ như trong quá trình mà chúng ta vận dụng vào thực tế, tôi biết là sẽ có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Đơn giản ví dụ như các anh chị chỉ muốn kết nối với lại hệ thống loa để làm cho âm thanh của cái mẫu quảng cáo nó to hơn, phục vụ cho các buổi event của cửa hàng chẳng hạn. Thì thiết giải pháp này nhận biết được các thiết bị đầu ra, ví dụ như là HDMI, VGA, CVBS hoặc là đầu âm thanh 3.5 mm để cho các chị có thể phục vụ được trong những cái trường hợp mà mình phát sinh ạ. Và đặc tính thứ 18 đó là nó sẽ thể hiện được trên rất là nhiều dòng màn hình, có nghĩa là giải pháp của chúng tôi nó sẽ giúp hiển thị hình ảnh trên rất nhiều dòng màn hình, rất nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ những màn hình có kích thước nhỏ khoảng 10 inch, 15 inch cho đến những màn hình có kích thước rất là lớn như 100 inch, màn hình đặt ngoài trời vân vân. Thì giải pháp này sẽ hỗ trợ hiển thị được hết và nó hỗ trợ được cho rất nhiều độ phân giải phù hợp cho từng loại màn hình, hỗ trợ cho được cả LCD để cho các anh chị sử dụng TV hoặc là màn hình LED. Nên các anh chị cứ yên tâm là phần mềm của chúng tôi sẽ có thể là hiển thị được, giúp anh chị hiển thị được trên rất nhiều cái màn hình. Và ở trên slide thì tôi cũng giới thiệu những cái mẫu màn hình mà chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng trong thời gian qua, và tất cả những mẫu màn hình này đều được chúng tôi tích hợp với giải pháp này. Như là những cái màn hình mà chúng ta để bàn, cảm ứng để bàn để khách order hoặc là lấy cái thông tin khách hàng, đánh giá khảo sát khách hàng chẳng hạn, hoặc là những màn hình menu, những màn hình lớn hơn như màn hình quảng cáo đứng, màn hình quảng cáo chân quỳ, màn hình quảng cáo treo tường vân vân, thậm chí là màn hình LED, tất cả thì đều được cái giải pháp này hỗ trợ về phần hiển thị. Và cuối cùng là đặc tính số 19. Tôi rất là mong chờ được giới thiệu cho các anh chị về cái đặc tính này, bởi vì đây là một cái đặc tính mà chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi rất tự tin. Cái đặc tính này chính là cái điểm khác biệt nhất của giải pháp chúng tôi gửi đến cho các anh chị, và đây chính là đặc tính mà để cho chúng tôi tự tin có thể cam kết với các anh chị rằng giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị tiếp cận được với khách hàng mục tiêu của mình một cách nhanh chóng, một cách hiệu quả nhất, và không phải là tất cả các giải pháp trên thị trường có thể giúp cho các anh chị làm điều này.
đó là giải pháp chuyển đổi, đó là cái đặc tính chuyển đổi quảng cáo theo từng đối tượng khách hàng qua từng độ tuổi khác nhau. Giải pháp của chúng tôi sẽ giúp nhận diện khách hàng đang đứng trước màn hình là ai, họ là nam hay là nữ, họ trong độ tuổi bao nhiêu, thiếu niên, trung niên, thanh niên hay là lão niên. Và ngay lập tức thì trên màn hình sẽ xuất hiện những mẫu quảng cáo được các anh chị set up trước để chạy cho phù hợp với những cái đối tượng mà các anh chị đã định trước. Ví dụ như nam thì sẽ chạy quảng cáo gì, nữ thì sẽ chạy quảng cáo gì, các em bé thì sẽ chạy quảng cáo gì chẳng hạn. Và giải pháp của chúng tôi còn gửi lại được cho các anh chị cái chỉ số cảm xúc của khách hàng. Nó sẽ đo được là khách hàng đó có đang hứng thú, có đang happy khi mà nhìn thấy những mẫu quảng cáo đó hay không, hoặc là họ cảm thấy chán nản, cảm thấy nhàm chán khi mà ở xem quá nhiều rồi. Thì cái giải pháp này sẽ cung cấp lại được cho các anh chị những thông số đó. Và tôi tin chắc chắn rằng các anh chị thời gian qua đã phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều tiền của để mình phải thuê thêm một đơn vị để mình có được những cái báo cáo về khách hàng. Thì bây giờ các anh chị có thể chủ động có những mẫu báo cáo đó một cách khách quan nhất, cách trung thực nhất và chủ động nhất, không cần phải là thông qua một cái bên thứ ba hay gì đó để chúng ta có thể sợ rằng là những mẫu báo cáo đó nó chưa được khách quan lắm chẳng hạn. Thì cái đây là cái những cái đặc điểm là nổi bật của cái phần chuyển đổi quảng cáo này mà chúng tôi muốn gửi đến cho khách hàng. Chính vì vậy cho nên chúng tôi muốn cam kết với khách hàng rằng chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị tiếp cận được với đúng đối tượng mục tiêu của mình một cách chính xác, một cách nhanh nhất. Và nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái nhìn tổng quan hơn là khách hàng của mình họ thực sự có đang cần cái gì, họ thực sự có đang bị thu hút bởi những chiến dịch này hay không, chúng ta có cần phải thay đổi gì hay không. Thì đây là một cái hiệu quả rất là lớn của đặc tính này mang lại cho các anh chị. Vâng, phần mềm của chúng tôi thì cũng đã có rất là nhiều đặc tính hấp dẫn đúng không ạ, tới 19 đặc tính lận. Nhưng mà với tư cách là những nhà tư vấn, chúng tôi mang sứ mệnh của những người tư vấn, thì chúng tôi cũng không dừng lại ở việc là chỉ có cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hoặc là những giải pháp đơn thuần, mà chúng tôi cũng mong muốn rằng khách hàng sẽ áp dụng được những cái giải pháp của chúng tôi vào thực tế, vào cái cửa hàng thực tế của các bạn và đem lại hiệu quả thực sự cho các bạn, chứ không phải là chỉ là những cái lời nói suông của những nhà cung cấp. Chính vì vậy cho nên trong quá trình mà đi làm thực tế thì chúng tôi đã suy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng để cho giúp cho khách hàng có thể là cụ thể hóa, có thể là áp dụng một cách triệt để cái hiệu quả của cái giải pháp này mang lại. Và một trong những cái ý tưởng mà chúng tôi đưa ra cho khách hàng trong thời gian qua và được khách hàng rất là hưởng ứng, đó là ý tưởng gắn hình ảnh QR code lên trên màn hình của các bạn. Cái thao tác mà mình quét QR code để truy cập vào một cái gì đó, nó đã trở nên rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên chúng tôi tận dụng cái điểm này để chúng tôi tư vấn khách hàng rằng hay là mình đặt một cái hình QR code lên trên màn hình đi, và các anh chị sẽ xây dựng những cái chương trình thông qua cái quét QR code đó. Các anh chị có thể xây dựng những chương trình game khuyến mãi, nhận quà, hoặc là quét QR code để mình trực tiếp gửi ý kiến đóng góp đến cho cửa hàng, đến cho công ty về chất lượng sản phẩm như thế nào, gửi những cái lời khen tích cực hoặc là những cái ý kiến mà chúng ta còn phàn nàn về dịch vụ của khách hàng, về cái cửa hàng nó như thế nào. Và chúng ta sẽ nhận được lại cái tương tác tư vấn trực tiếp của chủ cửa hàng, của công ty về sản phẩm, hoặc là quét QR code để chúng ta lan tỏa hình ảnh của chúng ta ở tại cửa hàng đến cho các đến trên fanpage của công ty, để giúp cho công ty lan tỏa được cái thông điệp quảng cáo mà công ty đang xây dựng để nhận lại những phần quà chẳng hạn. Đó là những cái chương trình xoay quanh cái việc quét QR code này để làm tăng cái tương tác giữa khách hàng và cửa hàng, giữa khách hàng và công ty, để giúp cho khách hàng tin tưởng hơn về những cái sản phẩm mà họ đang sử dụng, họ hiểu hơn về những sản phẩm họ đang sử dụng, và công ty cũng vậy, ngược lại họ sẽ hiểu hơn về khách hàng của mình và họ sẽ càng ngày càng nâng cao được cái chất lượng sản phẩm, nâng cao được chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng. Và một cái ý tưởng mà gần đây nhất chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng, đó là mình không cần phải quét trên hình ảnh QR code nữa, mà mình có thể quét trực tiếp trên cái video mà khách hàng đang xem trên màn hình luôn ạ.
hình như một cái video đang chạy, khách hàng có thể giơ điện thoại lên và quét trực tiếp trên video đó. Chúng tôi cũng đã tạo ra một cái app nhỏ để giúp khách hàng là khai phá được, khám phá được những cái tính năng như sâu về sản phẩm, tìm hiểu về sản phẩm và có thậm chí là mua hàng online lên trên cái đó luôn. Thì cái đó là những cái ý tưởng mà chúng tôi đưa ra cho khách hàng khi mà chúng tôi tiếp xúc với khách hàng, chúng tôi được có cơ hội để tìm hiểu các anh chị kỹ hơn. Thì chắc chắn rằng không những các anh chị sẽ chỉ có nhận được một cái sản phẩm là phần mềm của chúng tôi, giải pháp của chúng tôi, mà các anh chị còn sẽ nhận được những cái ý tưởng mà chúng tôi tư vấn để giúp cho các anh chị có thể sử dụng những cái giải pháp đó một cách rất là hiệu quả. Vâng, và để thay đổi không khí một tí xíu ạ, nãy giờ thì chắc các anh chị cũng đã nghe tôi nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và tôi cũng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe tôi trong bao nhiêu phút qua nhỉ, tôi cũng không rõ nữa. Vâng, và để cho các anh chị có thể là hình dung lại một cách khái quát hơn về những cái gì mà tôi nói nãy giờ, những cái đặc tính của giải pháp của chúng tôi mang lại. Và nó sẽ ứng dụng tại những nơi nào thì tôi xin mời các anh chị xem đoạn video mà chúng tôi đã chuẩn bị sau đây ạ. Alo, chị Trân có nghe tôi nói không ạ? Có ạ. Xin phép chị Trân một chút, nhưng mà hình như cái video này chúng tôi không nghe thấy tiếng của video. Thì để sinh động hơn thì nếu như chị có thể trình bày, chị có thể miêu tả cụ thể hơn về video này cho người xem chúng tôi dễ hiểu hơn được không ạ? Vâng, được ạ. Dạ vâng, thì chị có thể replay lại cái video này từ đầu và chúng ta cùng bắt đầu lại chị nhé. Vâng. Các anh chị rất là nhiều vì sự cố này xảy ra. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ vừa để cho video chạy và vừa giới thiệu về từng phần để cho các anh chị có thể dễ hình dung hơn ạ. Vâng, như các anh chị có thể thấy rằng ở trên video thì sẽ xuất hiện một cái màn hình mà nó được bố cục rất là nhiều phần khác nhau. Giống như lúc nãy tôi có thể nói, tôi nói với các anh chị rằng một lúc mình có thể truyền tải được rất nhiều những cái nội dung đến cho khách hàng ạ. Vâng, các chị có thể thấy rằng là chất lượng hình ảnh thì sẽ rất là sống động để cho gửi đến cho khách hàng cái hình ảnh nó sẽ hình ảnh quảng cáo mang tính chất là nó sẽ chân thực hơn, chứ không còn là những cái hình ảnh mà in ấn bằng giấy hay bình thường nữa. Và cái này là một cái mẫu quảng cáo mà chúng ta đặt tại cái nhà hàng ạ. Xin lỗi các anh chị. Chúng ta có thể là một lúc có thể là đưa ra rất là nhiều hình ảnh để cho các khách hàng lựa chọn cái sản phẩm của mình.
Và nếu như chúng ta sử dụng TV thì chúng ta vẫn có thể sử dụng phần mềm này, mình kết hợp với một cái thiết bị được chúng tôi gọi là Android Box để mình biến cái TV đó thành một mình màn hình quản ứng chuyên dụng để cho mình cài đặt phần mềm này. Còn nếu mà đối với màn hình cảm ứng với cái loại dòng màn hình quảng cáo rồi thì chúng ta có thể là trực tiếp cài đặt phần mềm vào. Và chúng ta sẽ sử dụng mạng Internet để mình triển khai cái giải pháp của chúng tôi. Chúng ta có thể đặt được lịch quảng cáo, thứ hai là quảng cáo gì, thứ ba quảng cáo gì. Chúng ta chủ động được cái thời gian phát sóng của các lịch quảng cáo của chúng ta. Vâng, và ở cái phần mềm này thì chúng ta có thể quản lý từ xa, không những một phần mềm mà chúng ta sẽ quản không những một màn hình mà chúng ta có thể quản lý được hệ thống rất nhiều màn hình ạ. Và tất cả mọi thông tin hiển thị trên màn hình thì chúng ta đều có thể là điều khiển từ xa. Như đây là chúng ta có thể lập lịch là 9 giờ chạy cái gì, 13 giờ chạy cái gì ở từ xa, không cần phải tới các cái vị trí màn hình. Nội dung thì sẽ rất là nhiều, nội dung đa dạng phong phú và rất là nhiều cách để trình bày nội dung đó lên trên màn hình như thế nào. Chúng ta có thể kết hợp video, kết hợp hình ảnh, là kết hợp thông tin. Chúng ta sẽ dễ dàng thích ứng được với rất nhiều các dòng màn hình khác nhau, màn hình đứng, màn hình ngang, tất cả đều được ạ. Và chúng ta ứng dụng được rất nhiều nơi như tại nhà hàng, khách sạn hoặc những cái trung tâm siêu thị, cửa hàng, buôn bán, vân vân. Vâng ạ, xin lỗi các anh chị về một cái phần trục trặc một tí xíu, nhưng mà tôi hy vọng rằng qua cái video này thì các anh chị cũng đã có cái nhìn tổng quan hơn về những gì mà tôi trình bày nãy giờ. Các anh chị sẽ hiểu hơn dưới dạng là video hình ảnh về cái giải pháp mà chúng tôi mang lại cho các anh chị ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cho phép tôi có cơ hội để trình bày với các anh chị trong suốt là mấy chục phút qua. Nếu mà có cái gì mà các anh chị chưa hiểu hoặc là các anh chị muốn chúng tôi giải đáp gì hơn sâu hơn về cái giải pháp này thì chúng tôi cũng xin mời các anh chị cứ đặt câu hỏi ạ. Bên chúng tôi sẽ giải đáp hết cho các anh chị những cái thắc mắc trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và bây giờ thì chắc chắn các anh chị sẽ đang thắc mắc là như vậy thì mình sẽ hoạt động cái phần mềm nào, hoặc cái giải pháp này nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Thì phần này tôi xin nhường lời lại cho anh Trần Quang Huy ạ. Thì anh Huy sẽ là người giúp cho các anh chị hiểu hơn về cái sơ đồ hoạt động của cái giải pháp này như thế nào, nó có đơn giản hay không. Xin mời anh Huy. Xin cảm ơn chị Trân rất là nhiều. Xin chào các anh chị, mình là Huy, mình phụ trách kỹ thuật của công ty Tùng Việt. Thì để tiếp nối với cái phần trình bày của chị Trân thì mình sẽ xin giới thiệu sơ qua với các anh chị về phần sơ đồ hoạt động của cái giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0. Thì như các anh chị đã nghe ở phần trước rồi được chị Trân trình bày thì giải pháp của chúng tôi là bao gồm 19 cái chức năng và đặc điểm nổi bật. Thì với một cái hệ thống như vậy thì thông thường thì sẽ cần triển khai rất là nhiều thứ từ hạ tầng mạng server hay là máy chủ. Nhưng với giải pháp của chúng tôi thì chúng tôi tin tưởng rằng đây là một giải pháp rất là đơn giản, dễ sử dụng. Bởi vì cái giải pháp này của chúng tôi hướng tới tất cả những khách hàng, từ những cửa hàng nhỏ lẻ triển khai 1, 2 hay 3 cái màn hình, hay đến những đơn vị quản lý đến hàng trăm, hàng nghìn cái màn hình. Do vậy thì cái giải pháp này thì sẽ được chúng tôi triển khai và tích hợp một cách rất là đơn giản. Thì như các anh chị có nhìn thấy ở trên màn hình thì chúng ta là sẽ có giải pháp này sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là phần máy chủ ở khu vực là admin PC, và thứ hai là các cái bộ digital signage player hoặc là các thiết bị như màn hình quảng cáo chuyên dụng. Thì với những cái dự án hoặc là những cửa hàng nhỏ lẻ chỉ quản lý 1 hay 2 hay 3 cái màn hình hay các cái thiết bị player thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái máy tính văn phòng hoặc là chính những cái laptop của các anh chị để cài phần mềm máy chủ. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế, sửa đổi, lập lịch và đẩy nội dung xuống các cái thiết bị digital signage player hoặc là các cái màn hình quảng cáo chuyên dụng.
Với cái phần player thì các thiết bị chúng tôi có cung cấp những cái thiết bị Digital Sanit Player chuyên dụng, dùng 24/7, có thể dùng ngoài trời, được tích hợp các cái phần mềm có thể nhận được kết nối từ máy chủ, hoặc là cái phần mềm của chúng tôi có thể được tích hợp vào những màn hình quảng cáo chạy nền tảng là Android hoặc là Windows, tùy vào từng cái chương trình hay là những cái ứng dụng mà mọi người muốn sử dụng. Ngoài thì với một cái thì chúng tôi cũng sẽ nói sơ qua một chút về cái cấu hình máy chủ để cho anh chị được hiểu thêm. Thì với như vừa nãy tôi có nói, thì với cái mô hình nhỏ lẻ thì 1, 2 hay 3 cái quản lý cái màn hình, thì chúng ta chỉ cần những cái máy tính cấu hình vừa phải, máy tính văn phòng hay là PC. Nhưng với những cái mô hình lớn hơn như 50, quản lý 50, 100 hay là 1.000 màn hình, thì cơ bản chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái máy tính sử dụng chip Intel Xeon, RAM từ 8GB trở lên, ổ cứng có thể chống là 200GB. Thì ổ cứng thì chúng ta chống càng nhiều thì chúng ta có thể lưu trữ được càng nhiều những cái video, hình ảnh hay là những cái nội dung mà chúng ta muốn thiết kế. Thì để mà được tư vấn được rõ hơn, được sâu hơn để làm thế nào để triển khai được cái dự án được tốt hơn, thì anh chị có thể ghi những cái câu hỏi của mình vào phần chat hoặc là phần Q&A. Ở trong này thì tôi cũng rất sẵn lòng để có thể giải đáp những cái câu hỏi đó, hoặc là anh chị có thể để lại email, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ sau cái buổi hội thảo này để có thể tư vấn được rõ hơn cái mô hình hoạt động và cách thức triển khai và những cái chức năng thêm của phần mềm. Thì cũng xin mời anh Cường tiếp tục cái buổi hội thảo của mình. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Trân và anh Quang Huy rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đến một cái phần cực kỳ quan trọng ở trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Một phần tôi tin chắc rằng tất cả các anh chị đang ngồi ở đây ai cũng mong chờ nó đến, và đó chính là phần trả lời câu hỏi để nhận quà. Và trước khi đến với phần câu hỏi này thì tôi xin có một chút như sau. Thứ nhất, những người thắng cuộc ở trong phần trả lời câu hỏi này sẽ dựa trên câu trả lời đúng và câu trả lời chính xác và thời gian nhanh nhất. Tất cả những anh chị đã trả lời câu hỏi xin vui lòng có thể comment cho tôi in số điện thoại hoặc là email để chúng tôi sẽ chủ động liên hệ trong trường hợp mà các anh chị trúng giải. Tiếp theo, tôi xin nhắc lại một lần nữa, phần quà của chúng tôi ngày hôm nay sẽ bao gồm một màn hình cảm ứng 1 inch. Phần quà thứ hai đó chính là một thiết bị rửa tay tích hợp đo thân nhiệt, một vũ khí bí mật ở trong cái mùa dịch này. Vâng, và ngay sau đây xin mời đội ngũ kỹ thuật cho chúng ta hiển thị những câu hỏi trên màn hình để quý vị các anh chị cùng trả lời câu hỏi ạ. Vâng, và đến với phần mini game, câu hỏi đầu tiên của chúng ta là giải pháp quản lý nội dung từ xa của chúng tôi có bao nhiêu chức năng? 17, 18 hoặc 19. Câu hỏi thứ hai, chức năng chuyển đổi quảng cáo của giải pháp dựa trên chỉ tiêu nào của khách hàng? Thứ nhất là độ tuổi, thứ hai là giới tính và thứ ba là cả hai giải pháp ở trên. Quý vị có 10 giây để trả lời câu hỏi. 10 giây bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 10 giây đã kết thúc. Xin mời kỹ thuật tắt bản điều khiển. Vâng ạ. Trong khi chờ đội ngũ của chúng tôi lọc ra được những cái kết quả chính xác và nhanh nhất của quý vị đã từng trả lời, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần case study, những cái giải pháp mà chúng tôi thực sự đã làm được đến với khách hàng với sự trình bày của chị Hồng Minh. Xin kính mời chị. Xin kính chào các anh chị. Thì tôi xin phép được share cái slide của tôi. Dạ vâng.
Trước khi vào cái phần chia sẻ các cái case study thực tế mà Tùng Việt đã sử dụng cái giải pháp BioSenix thì tôi cũng muốn giới thiệu sơ về các cái dự án mà chúng tôi đã thực hiện ở đâu. Và nhờ những cái dự án như vậy mà xuyên suốt trong các khoảng thời gian qua thì chúng tôi là một cái đơn vị là có cái kinh nghiệm rất là dày dặn để thực hiện những cái giải pháp này. Thì đây là các cái dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi thực hiện tại các cái hội thảo, sự kiện, rồi các cái dự án tại trung tâm thương mại, các cái dự án tại ngân hàng, các cái dự án tại bệnh viện, rồi các cái dự án tại các cái khách sạn, trung tâm hội nghị. Các cái dự án mà chúng tôi thực hiện rất là đa dạng, ngoài các trung tâm hội nghị ra thì chúng tôi thực hiện cả trên các cái phòng gym, các cái spa để áp dụng cái giải pháp BioSenix này. Rồi các cái dự án tại các cái cửa hàng thời trang, trang sức, cái này là các cái dự án mà chúng tôi lắp đặt ở trong trong nhà, thì chúng tôi có lắp đặt cả các cái quản lý nội dung từ xa tại các cái màn hình ở ngoài trời. Rồi các cái dự án này chúng tôi cũng thực hiện tại các cái hãng xe, tại các cái showroom, tại các showroom, rồi tại các cái hệ thống cửa hàng rất là nhiều màn hình ạ. Dạ vâng, thì đó là, rồi là các cái khối doanh nghiệp, trường học, thì cái dự án BioSenix này cũng rất là phù hợp. Vâng, ở đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái case study cụ thể mà Tùng Việt đã làm. Thì ở đây tôi sẽ trình bày thứ nhất là về cái cây mà ở sân bay Cam Ranh. Thì dạ vâng, thưa các anh chị, thì trải qua rất là nhiều tiêu chí xét chọn cái nhà thầu khắt khe và phải có cái khả năng về tư vấn giải pháp, cung cấp thiết bị, thi công, ngành nghề, hành nghề và đảm bảo trì bảo hành trong suốt cái thời gian hoạt động, thì ở đây chúng tôi đã lắp đặt một loạt các cái hệ thống, các cái bảng chỉ dẫn, các cái màn hình khảo sát, các cái hệ thống màn hình LED, các thiết bị BioSenix và gắn vào trong gần 50 cái TV tại khắp các cái khu vực làm thủ tục nhập cảnh hải quan, để hiển thị các cái thông tin chuyến bay, rồi các cái màn hình khảo sát như các anh chị đã thấy. Thì và cái yêu cầu của bên sân bay đưa ra cho chúng tôi là phải nội dung phải hiển thị tức thì, đồng loạt, nội dung thay đổi phải nhanh chóng về các cái cập nhật về các cái chuyến bay, về các cái giờ đi giờ tới và các cái thông báo khẩn. Thì với cái hệ thống của chúng tôi quản lý thì là cái hệ thống BioSenix này, thì chúng tôi chạy nội dung với các cái giải pháp và đã thực hiện chân chu. Hiện nay thì đã hoạt động được đã gần 4 năm rồi. Rồi các anh chị thấy là một loạt các màn hình để quản lý như các phòng điều khiển của sân bay. Đây là các cái màn hình ghép. Rồi các hệ thống bảng LED, màn hình LED để chúng ta ở đây sân bay có thể sử dụng để ngoài quảng cáo ra thì là thể hiện cả các cái lịch giờ bay. Dạ vâng, đó là cái cây đầu tiên. Còn cái cây thứ hai mà ở đây chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó là cái về cái cửa hàng đồ chơi. Thì với cửa hàng đồ chơi này, thì đây là một cái chuỗi cửa hàng trải dài từ Bắc vào Nam và chúng tôi ở đây là cung cấp cả thiết bị phần cứng luôn. Và cái số lượng phần cứng chúng tôi cung cấp để kết hợp với cái giải pháp bao quản lý nội dung quảng cáo từ xa này là chúng tôi cung cấp tới hơn 1.000 thiết bị màn hình, tương ứng với hơn 1.000 license cài đặt vào từng thiết bị, từng màn hình này. Và trước khi lắp đặt thì đây là cái khâu mà chúng tôi phải kiểm tra sản phẩm, chạy thử liên tục trong 48 giờ. Trước khi mà chúng tôi đưa tới lắp đặt từng vị trí, từng quầy kệ. Và mỗi cái khu vực mà trưng bày này của khách hàng của chúng tôi là chúng tôi, khách hàng chúng tôi trưng bày tại các cái khu vực đồ chơi là một cái màn hình, mỗi một cái màn hình sẽ được lắp đặt ở đây để hiển thị các cái thông tin về các cái món đồ chơi mà khi mà các bé vào có thể là ngoài cái đồ chơi chỉ cầm trên tay thôi, vậy thì nó chơi như thế nào và chơi ra sao, thì những cái màn hình này là sẽ có nhiệm làm nhiệm vụ là hiển thị những cái thông tin đó. Và đặc biệt là mỗi một cái màn hình mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu là mỗi một cái nội dung mà hiển thị là sẽ do một cái bạn,
nhóm marketing phụ trách riêng. Thành ra là cái nội dung mà được upload lên là sẽ được phải yêu cầu là phải phân quyền quản lý và chia nhỏ tới từng nhân viên, từng bộ phận một. Và nhưng cái việc update thông tin đó là cũng phải có cái sự kiểm duyệt bởi cái người mà có quyền admin cao nhất. Và việc đưa cái nội dung với cái số lượng mà lớn hơn 1.000 màn hình cũng là một cái bài toán không nhỏ đối với những cái doanh nghiệp. Thành ra là với cái chúng tôi thì cái khả năng này chúng tôi hoàn toàn đáp ứng, và chúng tôi tự hào là những cái đơn vị mà đi đầu về cái giải pháp điều sai nhất này, nên là chúng tôi dễ dàng thực hiện được cái yêu cầu của khách hàng. Một cái cây thứ ba mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị ở đây chính là cái cây của trung tâm thương mại mà chúng tôi đã thực hiện. Đây, mời các anh chị xem ạ. Với cái cây này thì chúng tôi thực hiện các hệ thống về cái màn hình, một loạt các cái màn hình hiển thị ở đây, đó là màn hình quảng cáo hai mặt, màn hình hiển thị thông tin, màn hình cảm ứng chỉ đường, màn hình ghép tại sảnh, sử dụng cái giải pháp Biosynic quản trị nội dung từ xa để quản lý, đồng thời kết hợp với cái giải pháp thông minh đó là chuyển đổi quảng cáo, đo lường cảm xúc của khách hàng, đo được cái thời gian mà khách hàng nhìn vào cái màn hình đó như thế nào, và cái khách hàng này của chúng tôi rất là hài lòng, và khi mà họ hiểu được là khách hàng họ tới mua sắm của họ và họ đưa ra các cái chương trình marketing rất là phù hợp đối với từng đối tượng. Và cái môn ở đây hiểu được rằng là cái việc tiếp thị tại cái điểm bán là cái sự quyết định, chính là cái sự quyết định mua hàng của khách hàng của họ. Và thưa các anh chị, thì theo cái nghiên cứu của cái Hiệp hội Toàn cầu về tiếp thị tại điểm bán thì hơn 70% cái người tiêu dùng quyết định mua hàng tại điểm bán, và 25% cái khách hàng mà sẵn sàng đổi sang một cái sản phẩm khác dù trước đó mà họ có ý định là mua một cái sản phẩm khác. Thì điều này cho thấy rằng là cái sức mạnh của cái điểm bán kinh khủng như thế nào, đúng không ạ? Và cái việc chăm chút tăng cường cái trải nghiệm tại điểm bán là một cái phần, một cái điều là góp phần thúc đẩy cái tỷ lệ chốt sale và tăng cái doanh thu tại các cái cửa hàng khi mà chúng ta lắp đặt cái hệ thống màn hình, và đặc biệt là sử dụng cái giải pháp quản trị từ xa này. Và hiện tại là cái việc mà áp dụng về cái phần mà đo lường chuyển đổi quảng cáo này thật sự ra là cũng không nhiều cây và cũng không nhiều khách hàng sử dụng, và đây là đặc biệt là cái cây mà đang sử dụng cái hình thức này. Thì tôi rất là mong là cái thời gian tới đây là các anh chị sẽ nâng tầm cái ngoài cái phần quản trị ra thì chúng ta sẽ hiểu được khách hàng nhiều hơn. Thì đó là ba cái cây tiêu biểu mà cái giải pháp Biosynic của chúng tôi đã tư vấn và đã thực hiện cho khách hàng của chúng tôi. Thì cái phần và cái phần đó là chúng tôi được tin dùng được rất là nhiều, được tin dùng bởi rất là nhiều các cái công ty lớn giống như Vinamilk, Honda, Aeon Mall, rồi các cái về cái ngân hàng như là Vietcombank, Nam Á, rồi các cái hãng thì rất là tin tưởng và tin dùng các cái sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi luôn luôn cam kết rằng là cái thiết bị và cái sản phẩm của chúng tôi là luôn luôn là hàng chính hãng, cung cấp đầy đủ COCQ và luôn luôn dùng hàng chính ngạch và không nói không với cái hàng nhập tiểu ngạch. Và chúng tôi có tự hào có một cái đội ngũ kỹ thuật rất là lành nghề, tận tâm chu đáo và luôn luôn hiểu khách hàng và cung cấp giá trị gia tăng tới từng khách hàng và hiểu khách hàng. Và đội ngũ bảo hành của chúng tôi thì rất là nhanh chóng, chu đáo, bảo hành lâu dài, kể cả hết thời gian bảo hành rồi thì chúng tôi vẫn theo suốt khách hàng của chúng tôi trong suốt cái quá trình sử dụng. Và cái đội ngũ tư vấn của chúng tôi thì luôn luôn là thấu hiểu của khách hàng và đi cùng khách hàng. Thì chúng tôi rất là mong rằng là trong một cái thời gian sớm nhất thì chúng tôi có thể được phục vụ các anh các chị, và để anh chị có thể hiểu nhiều hơn về chúng tôi và tin tưởng để chúng ta có thể đi suốt cả một cái thời gian dài ạ. Dạ vâng, thì tiếp theo là tới cái phần hỏi đáp, thì chúng tôi rất là mong nhận được các cái câu hỏi từ các anh các chị. Và trước đó thì không biết rằng là đội các ban kỹ thuật đã có kết quả chưa ạ? Dạ vâng, chúng tôi rất là mong nhận được cái kết quả từ các anh chị cho cái câu hỏi khảo sát vừa rồi ạ. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn chị Minh rất là nhiều, và trên tay tôi không có gì. Thật ra thì trên màn hình của tôi đang là kết quả, và chúng ta chắc chắn đã có người trúng giải. Tôi xin thông báo giải nhất của chúng ta, một màn hình
cảm ứng 10.1 inch đã thuộc về chị Thảo Nguyễn với email là nhậtthảonguyen96a@gmail.com. Chị trả lời vào lúc 10 giờ 57 phút 11 giây và cả hai đáp án của chị đều đúng. Phần quà thứ hai đó là một máy rửa tay tích hợp đo thân nhiệt đã thuộc về anh Nguyễn Đức Thư. Email là nguyenducthu@gmail.com. Câu hỏi của anh đều đúng và anh submit trả lời vào lúc 10 giờ 57 phút 16 giây, chỉ chênh lệch 5 giây so với chị Thảo, và xin chúc mừng cả hai anh chị. Rất mong hai anh chị sẽ cho tôi vào số điện thoại ở phần chat rồi chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để gửi hai phần quà này với anh chị nhé. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và tôi có thấy ở đây có hai anh chị, có một anh Thắng đang có yêu cầu giơ tay để muốn trao đổi và chia sẻ. Thì không biết team kỹ thuật có thể mở mic để cho anh Thắng của chúng ta có thể chia sẻ một đôi điều nào đấy được không ạ? Dạ, anh Thắng ơi, anh có thể mở mic lên được không ạ? Dạ vâng, em nghe rõ rồi ạ. À giờ em có một câu hỏi là như thế này ạ. Lúc nãy anh chị có giảng là có em nghe thông tin là có thể đo được độ tuổi và giới tính của khách hàng khi đứng trước màn hình ấy, thì em không hiểu là cái cách đo ấy như thế nào ạ? À dạ vâng, xin rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh. Và riêng về câu hỏi này thì tôi xin mời anh Quang Huy sẽ giải đáp với cái phần thắc mắc này của anh Thắng nhỉ. Xin cảm ơn Cường, xin cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì để trả lời câu hỏi của anh Thắng thì em xin giải thích như sau. Thứ nhất là những giải pháp của bên em nó sẽ có một cái chức năng để có thể đo, để có thể phân tích được cái hình ảnh của những người đứng ở trước màn hình. Thì để làm như vậy thì ở tại vị trí mà lắp đặt màn hình thì chúng ta sẽ phải trang bị một cái webcam hoặc là một cái camera, sau đó các cái webcam hoặc là camera đó sẽ được kết nối tới phần mềm. Thì khi mà có người đứng, có một người nào đó đi lại, tiến lại gần cái màn hình hoặc là tới đứng nhìn cái quảng cáo, thì hệ thống phần mềm nó sẽ phân tích được là cái người đó là nam hay nữ, rồi người đó có happy, có vui vẻ, cảm xúc của người ta khi xem quảng cáo như thế nào, và người ta có tập trung vào cái quảng cáo của mình hay là không, và người ta đang nhìn tới cái quảng cáo ở đoạn nào, để đưa ra một cái bảng đánh giá, một cái bảng thống kê rõ hơn cho đơn vị vận hành có thể tìm hiểu. Alo, anh Thắng có nghe rõ câu trả lời không ạ? Dạ, anh Thắng ơi, anh có nghe rõ câu trả lời của anh Quang Huy không ạ? À, dạ vâng. Tôi đã thấy xác nhận của anh Thắng là nghe rõ rồi. Vâng, nếu như mà anh còn bất kỳ câu hỏi nào hoặc là anh còn bất kỳ những cái điều băn khoăn nào thì tôi xin phép được ghi lại thông tin của anh, email, số điện thoại của anh ở bên đơn vị nào để chúng tôi có thể tư vấn và làm rõ tất cả những thắc mắc của anh nhé. Vâng, tiếp theo thì không biết các anh chị chúng ta có những câu hỏi nào đặt ra để cho chúng tôi cùng giải đáp những thắc mắc, cùng chia sẻ. Có thể là những cái chia sẻ thôi, không cần là câu hỏi đâu. Để chúng ta hãy cùng nhau tìm ra những cái hướng đi mới. Xin mời tất cả các anh chị ạ. Vâng, Việt Trần, vâng. Tôi thấy có tín hiệu từ bạn Việt Trần. Vâng, xin mời bạn Việt Trần ạ. Xin mời kỹ thuật cho bạn Việt Trần on mic, on the mic. Alo. À, dạ vâng, anh Việt Trần ạ. Anh có nghe có tôi nói không ạ? Có ạ, có. Xin chào anh chị ạ. Tôi có một câu hỏi là không biết cái phần mềm này có thể áp dụng được trên các hãng xe không nhỉ? Và tại vì tôi thấy khi di chuyển thì đường truyền internet trên xe thì không được ổn định cho lắm. À, dạ vâng, tôi xin nhắc lại câu hỏi của anh, làm rõ câu hỏi của anh một chút, là ví dụ như là anh đang muốn đưa những cái nội dung quảng cáo của mình lên trên những cái màn hình ở trên xe, ví dụ như là trên xe bus chẳng hạn, đúng không ạ?
thì anh hiện tại đang muốn làm như thế thì không biết thì cái phần mềm này có sử dụng được ở trên xe. Thì tôi hiểu câu hỏi này như vậy thì có đúng không anh Việt ạ? Đúng rồi, trên những xe du lịch đó, xe khách. À dạ vâng vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Về câu hỏi này liên quan tới phần kỹ thuật, vậy nên tôi lại tiếp tục xin mời anh Huy để trả lời câu hỏi được không ạ? Ok, xin cảm ơn Cường, xin cảm ơn anh Việt. Thì với câu hỏi của anh Việt thì mình cũng xin được trả lời như sau. Thì là cái giải pháp quản lý nội dung từ xa của bên mình thì được áp dụng rất là tốt ở trên các cái hãng xe, nhằm đưa nội dung đa dạng lên cho khách hàng giải trí cũng như quảng bá về hãng xe, hay tận dụng để có thể kiếm thêm thu nhập lại chính cho những cái hãng xe nhờ việc là bán quảng cáo. Việc đưa nội dung lên là chỉ cần internet, lúc mà upload nội dung sử dụng 3G hay 4G hay Wi-Fi tại các cái trạm dừng đỗ, sau khi mà các cái màn hình đã được tải nội dung xong thì dữ liệu đã được lưu ở trên các cái màn hình ở trên các cái xe rồi, thì sẽ không cần internet nữa và màn hình sẽ cứ thế mà chạy luôn, cứ chạy tiếp tục luân phiên với nhau, thì và sẽ chạy theo cái lịch, cái kế hoạch của mình đã được đặt trước và đã được gửi từ server trước mà không bị phụ thuộc bởi đường truyền. Thì nên là do đó thì là cái việc mà áp dụng ở trên các cái hãng xe hay nhà xe, xe khách thì rất là dễ dàng. Lúc anh Việt có nghe rõ câu trả lời của mình không ạ? Có. Anh có câu hỏi nào nữa không nhỉ? Cảm ơn câu trả lời của anh. Tôi rõ rồi. Tôi xin cảm ơn anh Việt rất nhiều. Anh có chắc nhờ anh vui lòng để lại số điện thoại và email ở phần chat nhé. Sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì bên mình sẽ có liên lạc thêm để tư vấn thêm cũng như giải đáp thêm các thắc mắc của bên anh ha. Vâng ạ. Vâng, xin rất là cảm ơn câu trả lời của anh Huy. Và không biết còn anh chị nào có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta có thể bấm raise hand để cho chúng tôi biết được là các anh chị đang muốn có những câu hỏi và thắc mắc, thì chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp và trả lời tất cả những câu hỏi của anh chị ạ. Tôi đã thấy tín hiệu của mời anh Quang. Dạ vâng, xin mời đội ngũ kỹ thuật cho anh Quang on the mic được không ạ? Dạ vâng. Xin chào ban tổ chức, xin chào tất cả mọi người tham gia. Vừa rồi tôi nghe cái chương trình của các anh, tôi thấy cũng rất là thú vị. Và đối với đơn vị của bên tôi cũng quan tâm đến vấn đề này rất là nhiều. Đặc biệt đó là vấn đề về, tôi quan tâm đến vấn đề về tính an ninh, bảo mật cũng như an toàn. Thì cho tôi hỏi một câu ấy, thì khi chạy các màn hình quảng cáo như thế này, thì khi mà có USB cắm vào, tôi nghe thấy cũng có thể USB mà cắm vào màn hình. Nhỡ tôi chúng tôi để các màn hình quảng cáo ở các khu public như các khu showroom chúng tôi không để ý, mà có ai đó lại có ý xấu, họ lại chèn cái mẫu quảng cáo, vì thứ nhất tôi nói là bậy bạ, thứ hai là không nói bậy bạ mà nhớ là họ có đối thủ, họ đến họ lại chèn vào cái mẫu quảng cáo giảm giá quá nhiều gì cho chúng tôi, được gây ra sự tranh cãi, thì hệ thống của các anh có cái gì mà để quản lý và ngăn chặn được cái việc tôi cắm USB vào không ạ? Tôi xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời, câu hỏi của anh Quang rất là nhiều, một câu hỏi mang tính bảo mật khá là cao. Và xin mời chị Hồng Minh hãy trả lời câu hỏi này của anh Quang ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang đã có câu trả lời rất câu hỏi rất là hay ạ. Dạ vâng, thì ở đây thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh như sau. Thứ nhất là anh cũng rất hoàn toàn yên tâm về cái giải pháp mà điều xe tiết này chúng tôi đưa ra. Tại vì khi mà khách hàng đã, nếu như mà các cái màn hình thông thường mà các anh chị nhận được, người ta kêu là chỉ việc gắn USB là nhận nội dung, thì chúng tôi khuyên rằng các anh chị nên coi lại cái nhà cung cấp đó. Tại vì nếu như USB nào gắn vào thì rất xảy ra rất là nhiều cái vấn đề như mà anh vừa chia sẻ đấy, anh vừa hỏi đấy. Thì với cái giải pháp của chúng tôi là yêu cầu là phải thông qua phần mềm xuất cái nội dung đó qua USB, khi đó gắn vào thiết bị thì thiết bị mới nhận được cái nội dung đó. Cho nên là những bất cứ một cái thiết bị, một cái USB khác nào mà có gắn vào là chắc chắn là cái hệ thống này sẽ không nhận được. Tại vì là server của chúng tôi là có thêm cái bảo mật SSL và TLS, nên là cái hệ thống này là các chị hoàn toàn là yên tâm khi sử dụng cái giải pháp của chúng tôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn
câu trả lời của chị Minh, và không biết anh Quang đã hài lòng với câu trả lời này chưa ạ? Và anh có bất kỳ một vấn đề nào muốn trao đổi tiếp theo thì anh cứ nói thì chúng tôi cùng làm rõ ạ. Dạ, anh Quang có nghe rõ không ạ? À, mình nghe rồi, rất là thú vị. Được, nếu được như vậy thì chúng tôi cũng lưu ý, chứ tưởng mà cứ cắm vào là chạy thì cái đấy, việc đấy chúng tôi sẽ rất là cân nhắc. Nhưng muốn làm được cái đấy thì tất nhiên chúng tôi cần phải test thêm. Nhưng dù sao cũng rất là cảm ơn các quý đơn vị đã chia sẻ thông tin. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, và không biết các anh chị có câu hỏi nào để chúng ta cùng trao đổi, cùng giải đáp nữa không ạ? Hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy một tín hiệu nào cả. Thì các anh chị ạ, marketing, còn một marketing, không biết thì thôi để chờ đi, xem có anh chị nào đang soạn câu hỏi không, hoặc là có yêu cầu giơ tay nào không để chúng ta cùng giải đáp các thắc mắc. Các anh chị hãy cố gắng lên, hãy nghĩ những câu hỏi thật là khó, làm sao để làm khó được cái đội ngũ của Tùng Việt, làm sao để cho các anh chị ngồi ở đây được chứng minh được là họ là một chuyên gia thực thụ. Không biết các anh chị nào có thì hiện tại như là không còn bất kỳ câu hỏi nào của các anh chị nữa, có thể các anh chị đã gần như là hiểu rõ hết về cái giải pháp này của chúng tôi rồi. Thì kính thưa các anh chị, marketing, hay tôi có thể gọi nó là cái khâu để tìm kiếm khách hàng, nó thực sự rất là quan trọng. Nó là cái bước đầu tiên trong hành trình chinh phục khách hàng, làm sao để đưa được những cái thông tin sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách tốt nhất, nhanh nhất mà phải hiệu quả nhất, thì luôn là một cái thách thức cực kỳ lớn đối với tất cả những người mà làm kinh doanh như chúng ta. Và công ty Tùng Việt với sứ mệnh là phải đi tìm những con đường mới, những con đường độc đáo nhưng phải hiệu quả và đột phá. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại những cái giá trị tuyệt vời giúp doanh nghiệp của anh chị lột xác để trở nên thành công hơn và rực rỡ hơn rất là nhiều. Vâng, và cũng gần hết thời lượng của chương trình. Thì tôi lại một lần nữa xin rất cảm ơn tất cả các anh chị đã bỏ ít chút ít thời gian để chúng ta cùng ngồi lại đây, cùng tìm hiểu và đưa ra giải pháp, cùng trao đổi với nhau. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, rất rất là nhiều luôn, và có những câu hỏi cực kỳ hay. Và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những buổi hội thảo tiếp theo, ở những cái giải pháp tiếp theo mà công ty Tùng Việt đưa ra đối với tất cả các ngành nghề. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều và chào tạm biệt.